trên đời. Dạ, xin phu nhân giả nguyện, sáng mai này vẫn có lễ tống hôn, nhưng chương đời đã cất bước ly gia, cô dâu đã mất, ai sẽ ngồi lên kiệu cưới? Dạ, kẻ đó là con. Thì Xuân Ly, cô muốn nói gì? Nhìn ông bà ưu tư sớm sang tuôn dòng châu
quận chúa Yên Linh. Yên Linh ơi Yên Linh, tiên quanh hót như quất sầu đêm vắng, lời ngọc dường như suối chảy không reo, trời sắp hoàng hôn lại cẩn chân đèo, ai qua lại mà nào. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn thưởng thức bài ca Về Đồng Tháp, sáng tác của Ngô Hồng Khanh, do Bạch Lê và Hoàng Long trình bày.
đến trong quê tình xưa vẫn nhớ tháp mười nhớ liều có đêm mưa có những người tay xóm đưa dòng dài mồ hôi rơi lúa đồng tiểu hạt tháp mười ơi bác hát nông trường đêm mênh mông là đêm về đồng tháp tình mênh mông tiếng hát mênh tiếng hát mênh mông vui đời no ấm gợi nhớ thương về đồng tháp đêm mưa chiêu quân ơi để kỷ niệm cuộc tình duyên ngắn ngủi anh tặng chiêu quân hai kỷ vật của sông thu đây con dao vàng của nội tổ từng xây quanh liền và đây là áo hồ cừu tỷ phong vũ hoa một bảo vật trên đời có một không hai lòng nghẹn nhìn nhà xót đôi cánh
biệt, thật ta khóc tố chàng. Hương hồn anh chân dâm cho tiểu đệ báo thù. Khoan, xin giúp vợ dấn thân vào tử địa, nên nhớ rằng một có chống mười, tuần kiểm quan trăm đứa dưới tay. Dẫu có chết lòng không nao núng, cảm ơn cẩm tú với lòng nhân đạo lo cho tôi trước sự an nguy. Chỉ sợ ân nhân, cô gọi ai là ân nhân? Người đã giết cọp ở Kiển Dương Can giúp tôi báo hận. Cẩm tú, nàng nói gì ta chưa hiểu. Thưa ân nhân, ngày xưa lệ rơi khóc cho biết chào được nữa. Hà Cẩm Tú, anh xin kêu biệt. Võ Ân Công, Võ Tông chàng. Thiên thai đạo nguyên cánh non bồng
muôn tiền nô nức vui đùa ca, rằng mình như nguyên lơ dương đào trong thấy kỳ. Giang qua dịu dàng làm ngất ngây tâm hồn, bàng hoàng mơ màng lòng si mê, mơ cùng tiền nên duyên bất hư. Ngắm thế gian có ai đâu được bằng em, ngắm thế gian có ai đâu được bằng em, ngắm thế gian có ai đâu được bằng em, ngắm thế gian có ai đâu được bằng em. Quan Tân Kỳ, Quan Tân Kỳ, chuyện gì đó võ kỳ? Dạ, Võ Tòng nó đại phá Sư Tử Lòng và giết rất nhiều võ kỵ. Còn mấy thì sao? Dạ còn em, dạ còn em nó đá em là dập mặt rồi. Thôi à, Võ Tòng, đây hãy đừng chúng ta rút. Thằng Kim Liên, mi phải chết. Tốt tốt, tội nghiệp tôi mà. Thôi hãy im đi hỡi kẻ điêu hoa phạo ta phỏ thẻ, tiếng quanh chỉ là lời phán bôi, cố che đậy giả tâm của người đàn bà trắc nết lăng ngà loàn. Uổng công cho trưởng huynh ta đã tha thiết yêu nàng, dùng phân tươi nước cho cánh hoa đào hé nhụy, hương tỏa ngạt ngào điểm tô đẹp trần gian. Ngờ đâu qua đẹp nhiều gái nhọn, lời lạ cợt đùa dưới bướm ông. Bất quy hộ sanh tâm ca khẩu chỉ khủng, nhân tình lưỡng dạ tâm. Võ Đại Lang, hôm anh có linh hiền, hãy chưng chiếu cho Võ Tòng giết Phạm Kim Liên rửa hờn nơi chinh xuôi. Ta tròn tình huynh đệ, nhưng đôi với luật pháp ta là kẻ sát nhân. Cần công ly không giống người phạm pháp. Hà Cẩm Tu, tình nàng anh sẽ giữ trọn lòng này.
Cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, Thanh Bạch và Bạch Lê là một đôi uyên ương nghệ sĩ cùng gắn bó nhau trên đường nghệ thuật và trong hạnh phúc gia đình đã trên 30 năm. Nhắc đến Thanh Bạch là nghe được nụ cười trong suốt như pha lê của Bạch Lê. Nhắc đến Bạch Lê là thấy ngay nét mặt tươi rói như hoa nở rộ mùa xuân của Thanh Bạch. Trong giới nghệ sĩ cơ lương, mọi người đều cho là cặp vợ chồng này lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, giống như một đôi tình nhân mới yêu nhau. Họ diễn chung trên sân khấu, đẹp đôi, như Đường Minh Hoàng với Dương Quý Phi, như Cao Tôn Bảo và Lưu Kim Đính. Nữ nghệ sĩ Bạch Lê sinh ngày 1 tháng 9 năm 1951, là ái nữ của đôi nghệ sĩ tài danh Thành Tôn và Quỳnh Mai, mà lịch sử sân khấu cải lương tôn vinh là hai nghệ sĩ thuộc về hàng đại gia của nghệ thuật hát bội và cải lương. Thân phụ của nghệ sĩ Bạch Lê, nghệ sĩ Thành Tôn, sinh năm 1913, có ông cố là bầu sĩ, ông nội là bầu luông, cha là bầu nở, ba đời liên tục là nghệ sĩ, biện tuồng, kim bầu gánh hát bội Phước Long Bang ở quận Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Nghệ sĩ Thành Tôn ngoài việc được ông cha trực tiếp dạy nghề hát, ông còn thụ giáo với ông Nhân Sửu ở Bến Tre. Ông Nhân Sửu là một nghệ sĩ bậc thầy, nức tiếng qua các loại vai kép võ mặt trắng, kép võ mặt rằn, tướng dữ, thầy rùa, được ông bầu luông gánh Phước Long Bang mời về làm ông Nhân, tức là làm thầy tuồng, thầy dạy hát cho tất cả đầu kép hát trong gánh hát. Năm 1940, bầu luông, ông nội của nghệ sĩ Thành Tôn mất, cha của ông là bầu nở, vì quá buồn, không muốn tiếp tục lèo lái gánh hát nữa, cho nên ông cho rã gánh. Thành Tôn đi hát cho gánh hát Thanh Hùng của ông bầu Hùng ở quận Trà Ôn, sau đó lên Sài Gòn gia nhập gánh hát Tấn Thành Bang của ông bầu Cung ở đình Nhân Hòa Cầu Muối, nổi danh qua các vai kép võ mặt trắng như Triệu Tử Long, Châu Du, Lữ Bố, Dương Tôn Bảo, Tiết Vinh Sang. Một năm sau, ông được bà Bầu Thắng mời về hát kép chánh cho gánh hát Bầu Thắng Vĩnh Xuân Bang. Cùng với các nghệ sĩ Minh Tơ, Khánh Hồng, Quỳnh Mai, nghệ sĩ Thành Tôn nổi danh qua các vai Cao Quân Bảo, Địch Thanh, Ngũ Viên Thiệu, Nhạc Lôi. Nghệ sĩ Thành Tôn có 65 năm hoạt động trên sân khấu hát bội và hát bội pha cải lương. Ông vừa là diễn viên, kim soạn giả, kim thầy tuồng tức là đạo diễn, ông dàn dựng nhiều vở tuồng của ông sáng tác và những vở tuồng thầy trong ngành nghệ thuật hát bội. Nữ nghệ sĩ Bạch Lê được cha trực tiếp trường nghề, cô còn học được ở mẹ là nữ nghệ sĩ Quỳnh Mai, tức là em của nghệ sĩ Minh Tơ Khánh Hồng, những kinh nghiệm diễn xuất các giai đào. Thêm vào đó, Bạch Lê được đào luyện trong lớp đồng ấu Minh Tơ, nên khi mới được 8 tuổi, Bạch Lê đã nổi danh qua vai Quách Hải Thọ, tuồng Bao Công Sử Án Quách Què. Cao lang ơi, nếu vang sang dầm ngàn dung rồi,
Quý khán giả, quý vị vừa nghe tiếng hát của nữ nghệ sĩ Bạch Lê trong tuồng Lưu Kim Đính Giải Giá Thọ Châu, hát cùng với chồng là nghệ sĩ Thanh Bạch tại quận 13, kinh thành Paris, nhân một suất hát do cộng đồng người Việt tại Pháp tổ chức. Nữ nghệ sĩ Bạch Lê được nghệ sĩ Phượng Mai xem là nghệ sĩ đằng chị, có nhiều tài năng không kém gì Phượng Mai hoặc các nữ nghệ sĩ hồ quán tài danh khác, mà giới báo chí kịch trường và khán giả ái mộ từng không tiếc lời khen tặng. Nhưng phải nói là nữ nghệ sĩ Bạch Lê không gặp thời, hay nói trắng ra là nghệ sĩ Bạch Lê bị gặp quá nhiều khó khăn bất trắc sau cái thời điểm 30 tháng 4 năm 1975. Trước năm 1975, nữ nghệ sĩ Bạch Lê là một diễn viên hồ quảng, rất được khán giả và giới báo chí kịch trường ái mộ. Cuối năm 1967, Bạch Lê được các ký giả kịch trường đề cử tham dự tranh đoạt huy chương vàng giấy Thanh Tâm. Nhưng tình hình sau Tết Mậu Thân 68 khiến cho ông Trần Tấn Quốc, người chủ giải thưởng Thanh Tâm, phải ngưng cuộc tuyển chọn và trao giải. Đến năm 1972, ông Việt Định Phương, chủ nhân tờ báo Trắng Đen, thành lập một giải thưởng huy chương vàng diễn viên xuất sắc trong năm. Điều khác biệt là giải thưởng Thanh Tâm thì nghệ sĩ được trao huy chương vàng là do một số ký giả kịch trường và dài soạn giả được mời vào ban tuyển chọn để bàn bạc và bỏ thăm chọn người nghệ sĩ được trao giải. Giải thưởng huy chương vàng nghệ sĩ xuất sắc của nhật báo Trắng Đen do ông Việt Định Phương chủ trương, thì báo Trắng Đen giới thiệu thành tích ca diễn của nhiều nghệ sĩ đã tỏ ra hát hay ca giỏi qua các tuồng nổi tiếng trong năm đó. Khán giả và độc giả sẽ bỏ phiếu bình chọn bằng cách là cắt phiếu trong báo Trắng Đen, điền tên nghệ sĩ mà mình muốn bình chọn vào và gửi đến nhật báo Trăng Đen. Nhà báo Trăng Đen tổ chức kiểm phiếu, có mời trưởng tòa lại chứng minh, lập biên bản và công bố kết quả. Năm 1972, Bạch Lê được huy chương vàng giai phụ hay nhất trong năm. Năm 1973, Bạch Lê đoạt huy chương vàng diễn viên nữ hay nhất trong năm. Nghệ sĩ Thanh Sang đoạt huy chương vàng diễn viên nam hay nhất trong năm. Năm 1974, Thanh Bạch và Bạch Lê đoạt huy chương vàng đôi diễn viên xuất sắc nhất trong năm. Sau năm 1975, Bạch Lê hát vai Đào Chánh trong đoàn cải lương tuồng Cổ Minh Tơ, nổi danh qua vai Thượng Dương Hoàng Hậu, tuồng Câu Thơ Yên Ngựa. Sau khi hai đoàn cải lương tuồng Cổ Minh Tơ và Quỳnh Long bị tập thể hóa, các nghệ sĩ thuộc hai gia đình Minh Tơ và bà bầu Ngọc Hương Quỳnh Long lần lượt rời đoàn hát để đi tìm kế mưu sinh hoặc là đi hát chui ở các đoàn hát tỉnh để kiếm sống qua ngày. Thanh Bạch và Bạch Lê gặp nhau trong dịp này. Năm 1986, họ kết hôn với nhau, cùng vượt biên và được định cư tại Paris, Pháp Quốc ngày 27 tháng 3 năm 1990. Bạch Lê và Thanh Bạch khi mới định cư gặp nhiều khó khăn, phải học pháp ngữ để hội nhập với xã hội mới. Nhưng với quyết tâm cao, Bạch Lê và Thanh Bạch ổn định được cuộc sống mau lẹ và còn có nhiều hoạt động nghề nghiệp rất thuận lợi. Khi vừa mới đến Paris, Thanh Bạch và Bạch Lê được Trung tâm Văn nhạc Phụng Hoàng mời diễn trích đoạn cải lương trong các suất hát ở quận 13 cùng với các nghệ sĩ tân nhạc Khánh Ly, An Phi Phương, Sơn Trường, Tuấn Đạt. Sau đó, Thanh Bạch và Bạch Lê hát biểu thần nữ dân ngũ Linh Kỳ với nghệ sĩ Minh Tâm và Tài Lương. Thanh Bạch và Bạch Lê cũng được mời hát nhiều suất hát ở chùa Thiện Hòa ở Đức, chùa Thiện Minh ở Lyon, Pháp, nhân các dịp lễ Phật giáo. Ở nước Anh, Bạch Lê và Thanh Bạch đã diễn trích đoạn tuồng Tống Nhân Tôn và Bàn Quý Phi và diễn trọn vở tuồng Thuyền Ra Cửa Biển với các nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, Hà Mỹ Liên, Phương Thanh, Hương Quyền. Ở Thụy Điển, Bạch Lê và Thanh Bạch
dẫn dở hàng mặt tử với các nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, Mộng Tường, Hữu Phước, Kim Chi, Phương Thanh. Ở nước Bỉ, Bạch Lê, Thanh Bạch diễn trích đoạn tuồng Hồ Quảng, Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu. Bạch Lê và Thanh Bạch đi thăm em gái là nữ nghệ sĩ Bạch Lựu ở Úc Châu, hát nhiều lần các trích đoạn tuồng Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu, Bao Công Vô Lò Gạch, Tống Nhân Tông và Bàn Quý Phi. Bạch Lê có ý định xin di cư qua Úc để được sống gần cô em gái Bạch Lựu, nhưng luật di cư ở Úc khó khăn nên Bạch Lê và Thanh Bạch không muốn làm gián đoạn việc học của con mình, cả gia đình của họ lại trở về Pháp. Trong các năm 1995, 96, 97, 98, đôi nghệ sĩ Bạch Lê Thanh Bạch có nhiều dịp diễn chung với các nghệ sĩ Thanh Tòng, Minh Phụng, Thanh Điền, Thành Lộc, Kim Tử Long, Ngọc Quyền, Hà Mỹ Xuân, Hương Thanh, Kiều Lệ Mai, Minh Đức, Vũ Linh, Tài Linh, Úc Bạch Lan, Diệp Lan, Chí Linh, Dân Hà, Thoại Mỹ, Bảo Quốc. Qua các vở tuồng Câu Thơ Yên Ngựa, Bốn Mùa Mai Nở, Thúy Kiều Từ Hải, Kim Nhân Kiều, Bao Công Vô Lò Gạch, Đi Biển Một Mình, Ngay Bèn Vào Tội Ác. Thưa quý khán giả, đôi nguyên ngương nghệ sĩ Bạch Lê Thanh Bạch được nghệ sĩ Phượng Mai mời hát trong chương trình hội ngộ những tài năng nghệ thuật Hồ Quảng tại quận Cam, Hoa Kỳ. Khi hai cháu báo cho tôi biết tin này, giọng nói của hai cháu phấn khởi, vui vẻ, chứng tỏ rằng đội nghệ sĩ Bạch Lê và Thanh Bạch vô vàn hạnh phúc khi được sống lại những giây phút huy hoàng của người nghệ sĩ chân chính dưới ánh đèn sân khấu. Dù ở Hoa Kỳ, ở Pháp hay Canada, Bạch Lê, Thanh Bạch và tất cả các nghệ sĩ sân khấu cải lương và Hồ Quảng cũng đều có hạnh phúc to lớn là được nhiều dịp cống hiến cho bà con xem những vở hát hay, những vở tuồng mà một thời để làm cho họ được vang danh trong giới kịch trường và được muôn ngàn khán giả ái mộ. Được hát, được ca, được biểu diễn trên sân khấu, chẳng những đó là một niềm vui của người nghệ sĩ, mà đó cũng là mang lại niềm vui cho khán giả người Việt xa xứ. Đó là một điều may mắn cho nghệ sĩ cải lương. Ở đâu còn hát được cải lương, ở đó có quê hương trong lòng. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.